Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với V-League Flashback của Bóng Đá TV và Thể thao TV. Flashback là những ký ức, là những hình ảnh, là những câu chuyện, là những trận đấu mà chúng ta không thể nào quên. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ ngược dòng quá khứ về với năm 2008 để đến với những trận đấu rất thú vị của giải đấu này. Và đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là một bình luận viên cực kỳ nổi tiếng, một người đã gắn bó với bóng đá Việt Nam trong suốt những năm tháng vừa qua, và chắc chắn là anh ấy sẽ có những ký ức rất ngọt ngào với V-League, với bóng đá Việt Nam. Đó chính là anh Quang Huy. Lần đây em cảm ơn anh Quang Huy đã tham dự với Flashback của Bóng Đá TV và Thể thao TV ngày hôm nay. Và em muốn hỏi anh Huy đó là tại sao anh lại chọn thời điểm 2008 và tại sao anh lại chọn trận đấu giữa Thể Công Viettel và SHB Đà Nẵng ạ? Thời điểm này thì Thể Công mới lên hạng. Dạ. Chúng ta biết rồi, một tượng đài bóng đá Việt Nam xuống hạng năm 2004 trong cái sự tiếc nuối của mọi người. Chờ mãi thì Thể Công mới trở lại vào năm 2007, và 2008 là lần đầu tiên Thể Công đá ở V-League sau khi trở lại. Năm 2008 cũng là một năm mà tôi thấy chứng kiến những cái đặc biệt. Một đội khác mới lên hạng là Hải Phòng cũng đã làm mưa làm gió ở V-League 2008 và chỉ thiếu có châu địch thôi. Dạ. Đà Nẵng thì mùa giải đầu tiên lên nước làm cũng rất là thành công. Vâng. Thể Công và Đà Nẵng đều nằm trong cái top đầu trước khi mà diễn ra cái trận đấu này tại sân Mỹ Đình. Vâng. Với tôi thì mùa giải 2008 là nó nhiều cái hứng thú lắm. Vâng. Tường thuật nhiều trận đấu hay, ngoại binh chất lượng và một cái V-League nó khởi sắc. Có thể nó chính là cái bệ phóng chúng ta vô địch AFF Cup vào cuối năm. Vâng. Với em thì đây là một giải đấu đặc biệt bởi vì em cùng với Thể Công là vừa mới trở lại từ giải nhất và đây là năm đầu tiên. Và đây là cái đội hình mà anh Huy vừa nhắc tới, một cái đội hình có thể nói là sự pha trộn của những cái nhân tố cũ và cả những cái lứa cầu thủ được tập huấn từ Đức và Bulgaria. Dạ. Đấy thì nó vẫn còn đó những cái gì đấy cả cũ cả mới. Dạ. Có Phương Nam, có Thạch Bảo Khanh. Phương Nam thì trận này không đá chính. Dạ. Phước Tứ là cái cầu nối của cái giai đoạn bắt đầu yếu đi. Dạ. Nhưng mà trong cái yếu đi đấy thì Tứ vẫn là cầu thủ nổi bật. Rồi có Văn Nam là dạ. cái người mà năm 2002 vô địch cùng với U18. Dạ. Của Thể Công, Văn vô địch Nam ở sân nhất. Anh Tuấn. Đấy anh Tuấn, Tuấn Hòa Bình thì đó. Đấy còn lại có hai người trong cái đội hình này thôi. Đấy tức là có cả lứa kỳ cựu vô địch 98, có Phương Nam, có Bảo Khanh, sau đó đệm một chút thì là có Phước Tứ, Văn Nam, rồi là Tuấn Hòa Bình, rồi có cả những anh em mà đi tập huấn ở Đức, Bulgaria về. Tóm lại là nó vẫn có một cái lớp lang để người ta vừa có cái quá khứ mà lại vừa hướng được đến tương lai. Và còn đây là đội hình của SHB Đà Nẵng. Rõ ràng là đây là một cái đội hình rất mạnh của SHB Đà Nẵng. Anh ấn tượng với cầu thủ nào của Đà Nẵng trong cái danh sách này ạ? Nói chung đây là một đội hình mạnh và năm sau thì họ vô địch V-League. Dạ. Năm 2008 thì cái chặng cuối họ hơi bị đuối nhưng mà lúc này đã rất mạnh rồi. Chúng ta thấy bộ đôi tiền đạo Almeida và Molina là rất là khủng khiếp. Vâng. Almeida thì hai lần vua phá lưới V-League. Molina là cầu thủ sau này khi đá cho Bình Dương thì anh ấy bị đột tử vì là nghe nói là bị sốc thuốc. Vâng. Cầu thủ này thì tôi cho rằng cũng là một quái thủ, một cầu thủ lắm tài nhiều tật. Anh ấy có những cái phương án rất là đa dạng trong vai trò một tiền đạo. Phải nói đội hình này là đội hình rất nhiều chất liệu và rất nhiều người nói. Rogério thì là một dĩ nhân rồi, thấp nhưng mà tiền vệ trụ V-League thì có lẽ lịch sử V-League thì cũng là một trong người hàng đầu. Lê Hồng Minh, cái chặng cuối sự nghiệp thì anh ấy vẫn đá ở Đà Nẵng, tôi cho rằng rất là tốt. Và đặc biệt là đội hình này thì có sự trở lại của ba cầu thủ Hải Lâm, Phước Vĩnh và Quốc Anh sau cái án treo giò từ sự cố Bacolod. Rồi là một Phan Thanh Phúc đang ở giai đoạn tốt và được gọi đội tuyển ở chính giai đoạn này. Phải nói đây là thời điểm mà Thanh Phúc đá rất ấn tượng ở bên cánh phải. Chúng tôi vẫn gọi vui là anh ấy quậy ở bên phải, là đối phương hậu vệ trái rất là mệt mỏi. Vâng, thì chúng ta sẽ đến và xem họ sẽ trình diễn như thế nào trong trận đấu này, đúng không ạ? Lúc này điều đặc biệt là Thể Công đang xếp đầu của bảng xếp hạng, và anh ấn tượng như thế nào với cái cách mà Thể Công tấn công ở thời điểm đó, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là thời điểm này Thể Công mới trở lại với V-League và cũng rất là biết người biết ta. Cơ bản là chọn cái lối chơi phòng ngự phản công. Ở phía trên thì là có những cái cầu thủ tốt, tôi ấn tượng với François Nene. Và đây có lẽ là mùa anh chơi tốt nhất trong màu áo của Thể Công. Thể Công đá phòng ngự phản công thì có một cái thuận lợi, tức là mới trở lại V-League thì đối phương ít nhiều vẫn biết đây là một tượng đài nhưng mà chưa đánh giá hết được sức mạnh. Thành ra là những cái giai đoạn đầu và thậm chí là cho đến gần cuối mùa thì cái cách phòng ngự phản công của Thể Công là tôi cho rằng hiệu quả. Trận này rất bất ngờ khi mà Văn Nam lại được xếp đá hộ công, đá hỗ trợ cho François Nene ở trên hàng công. Mọi khi cái vị trí này thì có trận thì em đá, có trận thì Bảo Khanh được đưa vào, có trận thì Trịnh Quang Vinh vua phá lưới của mùa 2007. Nhưng trận này thì lại chọn Văn Nam và cậu ấy đá cũng khá tốt trong trận này đấy. Đúng rồi, rất là năng nổ. Tôi nhớ một cái trận đấu mà mọi người xem là đều hài lòng với cái sự năng nổ của Văn Nam đá phía sau trung phong. Một cái đội hình mà phải nói là có cái sự pha trộn của những thế hệ khác nhau. Xem rất là thích mắt.
Ở cái thời điểm đó thể công hay co về và sau đó phản công nhanh như một cái lò xo bằng những tình huống phản công, ví dụ như đây chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Và hồi đấy thì có cặp trung vệ Anh Tuấn và Phước Tứ chơi cũng tương đối ổn, và từ những cái tình huống như thế này thì đó là cái sự bùng lên và cái tình huống phản công nhanh của thể công đúng không ạ? Đây là một cái bóng bóng rất là điển hình của thể công trong giai đoạn này. Vâng, anh có nhớ cầu thủ này không ạ? Đây Quốc Long. Vâng, lúc này anh nhìn thấy nó trẻ không, đẹp trai không ạ? Vâng. Long lúc này mới 20 tuổi anh ạ, và đây cũng là mùa đầu tiên cậu đá ở V-League, một cầu thủ cực kỳ năng nổ. Và anh thấy cái thời điểm đó 2008 mà một hậu vệ biên nó đã dám lên tham gia tấn công và thực hiện những pha sút bóng như này, nó cũng cho cái dáng dấp của thể công ở mùa giải đó, có nghĩa là phòng ngự dồn nén và sau đó bung lên những cái lò xo. Đó chính là lý do tại sao mà trong trận đấu ngày hôm nay, cầu thủ cao to nhất của thể công đó là Rafael Steve Rodriguez đã không lên cao trong những phút vừa qua. Ở đây Văn Nam, cầu thủ mà chúng ta để ý đến Văn Nam. Rất gọn gàng. Ngọc Duy cũng là một gương mặt mới xuất hiện ở mùa giải đó. Anh có thích Ngọc Duy không ạ? Rất thích. Cũng là cái lứa đi Đức và Bulgaria về. Chân trái rất là hay. Và lúc bây giờ người ta đã nói như là một cái người sẽ tiếp nối Thành Bảo Khanh. Cũng là người có cái chân trái và những pha đi bóng cắm vào trong rất là ấn tượng. Em nhớ có một cái sự đau đầu nho nhỏ của huấn luyện viên Gadi ở mùa giải này. Đó là Bảo Khanh và Ngọc Duy không biết là chọn lựa ai để đá cánh trái, nhưng thi đấu cánh phải thì lúc thì Bảo Khanh đá tốt, lúc thì Ngọc Duy đá tốt, nên huấn luyện viên Gallagher cũng tùy vào trận đấu, tùy vào hoàn cảnh mà chọn cái người để đá nghịch cánh. Vâng, cái thời điểm đấy thì cái chuyện mà đá nghịch chân thì nó chưa phổ biến như ngày hôm nay. Đúng rồi. Nhưng mà tôi nhớ là ở đội tuyển thì ông Tavares đã từng sử dụng Khanh đá nghịch cánh từ năm 2004. Dạ, chính xác là như vậy. Nhưng thể công chỉ chiếm được lợi thế khoảng 10 phút thôi, sau đó thì mọi thứ đã thuộc về SC Đà Nẵng. Bởi vì giống như anh Huy đã nói, đội hình của họ quá đều, lực lượng của nó quá hay và cái giá dơ là rõ ràng. Có Nguyễn Rorio ở cái tuyến giữa, anh ấy cầm nhịp và anh Huy đã từng nói rất nhiều về cầu thủ này rồi. Và ngoài ra một cái tên mà chúng ta cũng phải nhắc đến đó chính là Molina. Molina ở thời điểm này ở thi đấu ở Đà Nẵng cực kỳ hay anh ạ. Đúng là như thế. Almeida có thể là vua phá lưới V-League 2 lần, nhưng mà tôi cho rằng Molina là cầu thủ với tôi là đặc biệt hơn. Anh ấy nhiều võ lắm. Dạ. Đấy, ví dụ anh thấy 3-4 cầu thủ áo đỏ của thể công lao vào nhưng Molina vẫn điềm tĩnh cầm bóng và giữ bóng một cách rất là điềm tĩnh và kiếm về một quả phạt cho các cầu thủ của SHB Đà Nẵng. Cái mà điều mà người ta cảm thấy khó khi đối mặt với Molina đó là anh này anh ấy thi đấu rất là tự do nhưng lại chọn vị trí rất là thông minh. Đúng là như thế, cảm giác là một cái tiền đạo luôn luôn tạo cái đột biến và khó lường. Phan Thanh Phúc rất bình tĩnh, rất đẹp. 1-0 cho SHB Đà Nẵng. Đây là tình huống mà chúng ta sẽ thấy hơn nữa vai trò của Molina. Em bất ngờ với tình huống này, Phúc Gà anh đã nhắc rồi nhưng đây là tình huống mà Phúc Gà đã chơi cực kỳ hay. Lúc này Phúc như là một người thừa năng lượng ấy. Dạ. Đấy, anh ấy những cái pha quần thảo với hậu vệ biên đối phương và những cái pha sộc vào giữa thế này cũng không phải là hiếm đâu. Nhưng mà phải nói sang tận bên này thì cũng là rất ít thấy, nhưng mà rõ ràng hiệu quả và đã mang lại bàn thắng. Ở cái thời đấy thì bóng đá nó vẫn còn hơi tương đối cổ điển, ví dụ như đá bám biên thì sẽ bám biên nhiều hơn và ít di chuyển sang bên kia đúng không ạ? Trường hợp như Phan Thanh Phúc cũng là một trường hợp mà hiếm hoi ở cái thời điểm đó, các tiền vệ biên dám sộc vào trong và tạo ra một tình huống đột biến như này. Đúng là như thế, Phúc và thời điểm mình nhanh lắm, tính đột biến cao. Và cái việc mà Phúc ghi vào đó nó khiến cho cặp bộ đôi Phước Tứ và anh Tuấn bị cuốn vào. Và cùng với đó là không các tiền vệ trung tâm không ai quán xuyến để cho Molina ghi bàn rất là dễ dàng đúng không? Và em nghĩ rằng đây là có lẽ là nhân viên ngân hàng SHB Hà Nội thì đúng đấy, hơn. Hà Nội. Lúc này thì Bầu Hiển cũng bắt đầu đầu tư vào đội bóng ở Đà Nẵng. Đúng là xem lại thì có xem lại trận này mọi người mới thấy rằng là đâu phải anh Huỳnh Đức là anh ấy chỉ có lối chơi bóng dài bóng bổng thôi đúng không? Thực ra do con người. Trọng tài chính ông Hoàng Ngọc Tuấn lại cho rằng đó là một pha ngã xà vờ và nhận thẻ vàng. Và ngay sau bàn thắng này có một tình huống rất đáng chú ý của trận đấu này, anh nghe xem những gì đã xảy ra. Và trong pha bóng này thì một lần nào chúng ta nhìn thấy được cái cá tính, cái sự tinh quái của François Ainé đúng không? Ngay sau khi quả ra bóng ấy là anh ấy đã lập tức, em nhớ rằng cậu ấy trao đổi gì đó với Văn Nam, với Bảo Khanh ở trong sân. Và thường thường thì François Ainé là người giao bóng, nhưng mà cuối cùng thì cậu ấy lại là người đứng sang bên cạnh để chuẩn bị sẵn sàng một tình huống. Thời điểm đó cũng thể công cũng có tinh thần thi đấu rất là tốt và họ sẵn sàng đối chọi lại với những tình huống bàn thua. Chúng ta hãy cùng xem lại. Mùa giải này xem thầy công đá rất là thích. Chơi trên sân Mỹ Đình mặt cỏ đẹp và những cầu thủ đá một cái tinh thần rất là hay. Bản thân các huấn luyện viên hồi đấy là cứ người thì nói Edene là người Cameroon, người thì nói là anh là người Mexico. Mexico đấy.
Thực ra là anh có cả hai quốc tịch, anh gốc Cameroon nhưng anh có cả sau này anh có cả quốc tịch Mexico khi mà anh ấy đã thuê ở bên đấy nữa. Và một cầu thủ lăn lộn ở sân cỏ Việt Nam khá là lâu. Vâng. Đấy, chúng ta hãy nói về nhân vật này một chút ạ. Anh nhớ gì về Linh Đức thời điểm này? Mùa giải đầu tiên Đức cầm quân. Đã. Đấy và lúc này rất trẻ đúng không? Mặt vẫn còn trẻ, chưa bị những sức ép của V-League. Bây giờ anh Đức mà xem lại hình ảnh này chắc là rất là thú vị. Và, 12 năm rồi, bây giờ anh Đức đã khác nhiều rồi, khắc khổ nhiều rồi đúng không ạ? Chúng tôi vẫn nói vui là Đức giải nghệ xong cái lúc mà mới cầm quân là mặt khá phúc phịu. Đấy, lúc này trợ lý cho Đức là một loạt khuôn mặt gạo cội của Đà Nẵng. Còn đây là cũng là một loạt cao bội thể công luôn, làm trợ lý trong KCD là anh Đỗ Mạnh Dũng. Trong số trợ lý của Đức lúc này là có anh Trương Văn Lợi được, là một thủ môn của Quảng Nam Đà Nẵng lẫy lừng ngày trước. Tiếp tục là những tình huống lên bóng của Đà Nẵng và anh thấy Zorio khoan chuyến khu vực giữa tốt như thế nào, và ngoài ra thì họ có cái cánh trái, anh thấy Zorio vừa ở giữa xong lại ra bên ngay. Còn đây là Molina và Quốc Anh. Quá. Đúng, rất là vừa tầm đấy, và cái quả quạt bóng là quả sở trường của Quốc Anh đúng không anh? Chúng ta đã biết đến cái quả này từ SEA Games của Bacolod rồi. Đã. Và có một chi tiết nữa mà em muốn nhắc đến ở trong cái tình huống này, đó là cái sự trở lại của Quốc Anh ở mùa giải năm nay với những cái hoạt động năng nổ bên phía cánh trái, cũng như sự trở lại của Hải Lâm, Phước Vĩnh. Một phần nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy một nhân vật đặc biệt có mặt ở trên khán đài ngày hôm nay. Đây, đó chính là huấn luyện viên Calisto. Tại sao ông lại có mặt ở ngay đây ngày hôm nay ạ? Đây là trận đấu diễn ra ở thời điểm đội tuyển chuẩn bị đá giao hữu với Olympic Brazil. Olympic Brazil trước khi sang Bắc Kinh thi đấu Thế vận hội thì ghé qua Việt Nam. Và ông ấy đang chọn một số cầu thủ. Tôi nhớ là sau này Thạch Bảo Khanh với cả Phước Tứ là những người của Thế ông được chọn. Còn với Đà Nẵng thì đấy là Phan Thanh Phúc, và Hồng Minh. Hồng Minh, Hồng Minh vẫn được chọn. Có lẽ là huấn luyện viên Castro khi mà xem cái tình huống xử lý đầu tiên của Phan Thanh Phúc thì chắc chắn là rất hài lòng với cái tình huống di chuyển và kiến tạo của cậu ấy đúng không ạ? Đúng là như thế, cái khả năng tạo đột biến rất là cao trong thời điểm đó. Hồng Minh và Rogerio với cặp rất giả dơ. Dạ, khá là hay. Sau này thì SHB Đà Nẵng có thêm những tiền vệ trẻ như Nguyên Sa, như Phan Thanh Hưng, cũng là một cầu thủ rất là hay đấy ạ. Đây là những tình huống mà thể công đáp trả. Anh có nhớ anh chàng tóc dài như ngựa này không? Người Brazil. Trong tình huống này đáng lẽ Bảo Khanh phải chuyển sang cho Francois mới phải đúng không ạ? Đúng rồi. Bảo Khanh là đúng cái chân trái của anh thì anh quất thôi. Có thể cái bản năng của một người đã từng đá tiền đạo trước đây. Trước trận đấu này Bảo Khanh cũng đã có một bàn thắng vào lưới của Boss Bình Định. Mùa giải này thì Bảo Khanh cũng không phải là thi đấu quá thường xuyên, nhưng Khanh vẫn thể hiện được cái năng lực và cái vai trò của mình trong màu áo của thể công. Đặc biệt là khi mà em lúc đó đã 32 tuổi rồi và không còn là cầu thủ thi đấu nhiều nhất, mặc dù vẫn là danh nghĩa là đội trưởng, nhưng thực ra cái người đeo băng đội trưởng nhiều trên hơn trên sân là Thạch Bảo Khanh. Phải nói là một cầu thủ đã trải qua chấn thương, tưởng là mất nghiệp rồi mà trở lại là như Bảo Khanh thì tôi nghĩ rằng là nghị lực và cái yêu nghề rất là lớn. Tôi vẫn nhớ cái năm 2004 ông Tavares làm, Bảo Khanh được gọi trở lại đội tuyển sau một quãng mà chúng ta rất là dài thấy Bảo Khanh không trở lại được nữa, và cứ nghĩ rằng là chắc là những cái đau dai dẳng đấy khiến anh phải từ giã sân cỏ rồi thì anh trở lại, và anh ấy cùng với thể công đá hạng dưới lên hạng trở lại thì rất là khâm phục. Đây chính là một tình huống tương tự nhưng lần này thì Bảo Khanh đã xử lý rất tốt đúng không ạ? Quá hay. Và đây là một cái động tác ăn mừng theo kiểu Bebeto đúng không ạ? Và sau này em hỏi thì Khanh nói là đây là cái thời điểm mà Khanh vừa mới đón cô gái đầu tiên chào đời Bảo Hân, và đây là động tác mà Khanh dành tặng cho Bảo Hân, cũng là một cái động tác. Tôi đã gặp Bảo Khanh nhiều lần trong cái giai đoạn khó khăn của anh trong sự nghiệp, anh bị chấn thương kéo dài, nhưng mà đến lúc trở lại được gọi đội tuyển đấy, rồi là thể công lên hàng trở lại, lại có con nữa thì nhiều niềm vui đến cùng một lúc. Vâng, đây là một giai đoạn mà có thể nói là Bảo Khanh đóng vai trò quan trọng nhất của mình với thể công. Năm 98 khi mà cậu ấy mới lên đội 1 thì cậu đá cũng rất là hay, nhưng với là một tư cách là một tiền đạo xuất sắc, một tiền đạo mũi nhọn, nhưng đến giai đoạn này thì Khanh bắt đầu chứng tỏ mình là thủ lĩnh để thay thế cái vai trò của em trong cái giai đoạn tiếp theo. Quả đá dành cho cầu thủ SHB Banh Đà Nẵng. Có một chi tiết trong trận đấu này đấy, anh nhìn thấy có Rafael và Almeida không ạ? Thực ra thì trong cuộc họp đấu pháp thì huấn luyện viên Gaidi cũng đã phân công rất là rõ tất cả những tình huống cố định, tất cả những tình huống ở biên, Rafael phải lùi về và kèm Almeida. Đúng rồi, một cây sào, một chuyên gia chia đầu. Đấy như tôi đã nói, tức là Almeida có thể có cái võ độc chiêu là đánh đầu, nhưng mà Molina là cầu thủ khó lường hơn. Nhưng mà những cái pha dàn xếp bóng bổng thì vẫn là sở trường của Lê Đình Đức rồi.
Vâng, thực ra là đây, mặc dù là bám rất sát nhưng mà suýt nữa Rafael cũng để sổng Almeida. Almeida thời điểm này thì phong độ rất là cao, bởi vì trước khi trận đấu diễn ra, hai trận đấu trước đó Almeida ghi tới 7 bàn ạ. Bọn em phân tích xem băng hình rồi bàn luận về cầu này rất kỹ, nhưng có vẻ như đôi khi là chính vì mà tập trung vào Almeida nhiều quá thì mới để lỏng Molina. Và thực ra Molina trận đấu này thì anh ấy mới là người chơi hay hơn, tốc độ, sự bứt phá và khả năng can lướt. Đây là tình huống mà một lần nữa Phan Thanh Phúc lại ăn điểm trong mắt Calisto, đúng không? Di chuyển cực kỳ thông minh và khôn ngoan. Anh ấy giật về, đây anh giật về và sau đó khi mà có khoảng trống băng lên. Nhưng phải nói là hệ thống phòng ngự của thể công Viettel trong trận này quá nhiều lỗi. Phước Tứ thì bị lôi ra, đấy, bị lôi ra kèm Quang Cường hút. Trong khi đó thì anh Tuấn bị tụt sâu phía trong và không ai kèm Molina cả. Almeida ở phía sau. Nhưng mà phải nói pha dàn xếp Đà Nẵng ấy là quá hay, cũng là nói lên một cái thế mạnh của Đà Nẵng ở bên cánh phải cái năm đó. Đây, chúng ta hãy đến với những tình huống này. Anh có nhớ chàng trai này không ạ? Cầu thủ số 18 ấy. Quang Tuấn, lứa U16 với Phạm Văn Quyến. Anh ấy thành danh từ cái giải đấu tại Đà Nẵng và sau đó thì cũng đá cho Đà Nẵng luôn. Chi tiết này có một điều hay, đó là Quang Tuấn là cầu thủ dự bị được thay vào sân thay cho Thanh Phúc. Và với Thanh Phúc thì lúc nào cũng vậy thôi, thường thường anh đá chỉ đá khoảng 60-65 phút thôi. Anh hoạt động tối đa và sau đó thì anh sẽ ra sân và nhường cho người khác. Nhưng có một cái dấu ấn đặc biệt, đó là Quang Tuấn vào sân và tình huống chạm bóng đầu tiên thì anh ấy ngay lập tức có bàn thắng. Và đây chính là bàn thắng mà khiến cho thể công thất bại. Bởi vì lúc 1-2 thì lúc em ngồi ngoài sân, em cũng còn cảm vọng giác và hy vọng rằng là thể công có thể cân bằng tỷ số. Nhưng đến khi mà Quang Tuấn vào sân và ghi bàn thắng 3-1 thì lúc đấy cảm nhận là khó khăn. Bởi vì Đà Nẵng vẫn kiểm soát bóng tốt và họ có cái đội hình quá đều, rất đều đặn. Cánh phải có Thanh Phúc, cánh trái có Cúc Anh. Và quả dứt điểm này cũng rất là cơ bản, đúng không anh? Quang Tuấn là một trong những cầu thủ có kỹ thuật rất tốt của cái lứa U16. Và điểm đặc biệt cái lứa U16 đấy ai kỹ thuật cũng tốt anh nhỉ? Đúng rồi. Như Thuật, Văn Quyến, Minh Đức rồi Quang Tuấn. Bị cái tầm vóc thôi. Dạ. Có mỗi Lâm Tấn là cao. Vâng ạ. Đấy, chứ còn nói chung là bị nhỏ. Đấy cũng là một cái dấu ấn của Quốc Anh ở trong trận đấu này. Quốc Anh tốc độ và khả năng xuyên phá rất là tốt, đúng không? Rất mừng cho Quốc Anh. Dạ. Anh ấy thử lại như vậy nhưng cái bật vọt là vẫn rất hay. Vâng. Thực ra thì trận đấu này nó cũng diễn ra nhiều những cái dấu ấn khác nữa. Ví dụ như là sau cái thời điểm này thì Trịnh Quang Vinh được vào sân. Đấy, chúng ta đang nhìn thấy những tình huống đầu tiên của Trịnh Quang Vinh. Và cậu bé này cũng đã tạo nên những cái dấu ấn cho trận đấu khi liên tục có những bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống để cho thể công tìm kiếm cơ hội. Nếu như để thua trong trận đấu này thì đây sẽ là trận thua đầu tiên sau 2 năm của thể công trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây đã là phút thứ 25 của hiệp 2. Rất nguy hiểm. Anh nhớ gì về chị Quang Vinh ở thời điểm đó? Một cầu thủ cũng thuộc cái lứa đi Đức và Buhari. Tôi vẫn nhớ cái hôm mà tiễn Đoàn thì tôi cũng có mặt ở cái khu tập huấn của thể công, lúc bây giờ nằm ở chỗ đường Trường Chinh ấy. Thì Vinh trở về đã thi đấu rực sáng tại giải nhất, vua phá lưới hạng nhất năm 2007. Đây đúng là một pha bóng rất là tốt của thể công. Hơi tiếc một chút là trong tình huống này Vinh bị bắt được vị. Nếu như thời điểm này quá tiếc nhỉ. 71 mà có bàn thắng rút ngắn tỷ số thì có lẽ là bọn em sẽ có nhiều cơ hội hơn để có điểm trận đấu ngày hôm nay. Phương Vĩnh, Hải Lâm đến thời điểm này thì vẫn sát cánh bên nhau trên sân. Bộ đôi này thì có đầy đủ kinh nghiệm, bản lĩnh, sự già dơ. Đó, đây là tình huống đấy, tình huống dẫn đến bàn thắng rút ngắn tỷ số đấy. Vinh. Và một lần nữa vai trò của Phong Lanswai đây quá hay. Anh này làm tường, bật tường cũng chuyển khoảng trống của hai thôi nhá. Anh ấy thường xuyên có cái quả cài. Tôi rất ấn tượng cái quả cài, sau đó là mớm cho đội rất là đúng tầm để mà băng xuống dứt điểm. Lúc đấy thì đấy, tinh thần thể động công rất là máu lửa. Lúc mà Vinh đang có bàn thắng và rất quyết tâm. Nhưng đây là tình huống hay, anh thấy Francois di chuyển hay không ạ? Anh ấy ấn xuống và sau đó anh giật ra để anh mở cái khoảng trống để Vinh bật tường. Rất đẳng cấp và Vinh cũng rất là gọn gàng trong cái pha dứt điểm này. Nhưng mà thực sự đây là một trận đấu mà thể công tâm phục khẩu phục, bởi vì FBS đang hay, họ hay và họ thực sự là đá quá toàn diện. Lê Hồng Minh, Quốc Anh, Quang Cường, Huỳnh Quốc Anh. Đây là ví dụ một tình huống một bàn thắng thứ tư của Quốc Anh. Một lần nữa chúng ta Quốc Anh lại di chuyển vào giữa khu vực trung lộ. Và nó cũng giống với tình huống mà
Quang Vinh với François Ede thì lúc này Quốc Anh và Molina. Quá hay. Molina xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này đúng không ạ? Anh ghi hai bàn và trực tiếp kiến tạo cho Quốc Anh ghi được bàn thắng này. Nếu như cái bàn đầu tiên Đà Nẵng thì người ta bất ngờ bởi cái đột biến của Thanh Phúc sang hẳn bên kia thì bây giờ lại là Quốc Anh nhập sang bên này. Vâng. Cái thời điểm này Đà Nẵng xem rất thích mắt đúng không ạ? Đúng. Và trước trận đấu này diễn ra thì Đà Nẵng đang có một phong độ rất là tốt. 5 trận đấu trước khi gặp Thể Công thì họ thắng tới 4 và hòa một trận. Thậm chí là có trận họ thắng Xi Măng Công Thanh Thanh Hóa với tỷ số lên đến 6-0 ấy. Aveda là 4 bàn. Chỉ có mỗi đến Lạch Chay là coi như là bị chảo lửa Lạch Chay là làm mất hút thôi. Dạ vâng. Tôi nhớ trận đấu Lạch Chay là Boba Đà Nẵng trở lại. Đấy, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Quốc Anh, bên kia là Bật Hiếu. Nhưng mà cuối cùng là Lê Đình Đức thất bại 0-5 luôn. Nhưng mà phải nói Lạch Chay của mùa 2008 thì quá kinh khủng. Nó là cái chảo lửa của V-League. Đây là những tình huống này, tình huống mà em đã phải giạt ra biên để đá tiền vệ biên và châm ngòi cho tình huống tấn công. Cũng hay, đó, rất bài bản. Bẫy về vị khá hay. Và François Ede thì cũng vẫn thể hiện được vai trò kiến tạo, vai trò chim mồi và thực hiện những đường truyền cho đồng đội. Anh chàng này những cái quả dốc ở biên, sau đó quan sát vào trong truyền cho đồng đội đệm lòng, tôi thấy cũng rất hay. Cái quả mở tốc lên rất hay. François sau này anh ấy kết hợp với Công Vinh ở Hà Nội TNT cũng hay. Rồi anh ấy vào Navibank anh phối hợp với Quang Hải cũng hay. Tức là rất nhiều các tiền đạo nội của Việt Nam được thừa hưởng cái khả năng và cái tốc độ cắn lướt. Một cái trận đấu rất là hay, nhiều pha bóng đẹp và tài nghệ cầu thủ cũng thể hiện rất là nhiều. Dạ. Đúng là xem lại thế này thêm một lần phải nói là nhiều khi anh Lê Huy Đức là anh dùng cái chiến thuật là theo cầu thủ mà anh có. Chứ còn đây là một Đà Nẵng đá rất là đa dạng. Nhưng có thể sau này cái nguồn cầu thủ của Đà Nẵng không còn tốt. Đấy, lối chơi nó đơn điệu đi. Đấy, thực ra thì em có một cái điều mà thắc mắc là đấy, thời điểm đấy không hiểu tại sao Đà Nẵng luôn luôn có được cái chất lượng cầu thủ cực kỳ tốt. Họ có được cái nền tảng cầu thủ nội do họ đào tạo và cùng với đó là những cái ngoại bình chất lượng. Hiếm có thể nói Đà Nẵng là tạo nên một cái kỷ lục, đó là từ năm 2007, em nhớ không nhầm, đến 2007 đến 2011, 2012 là 5 năm liền họ có vua phá lưới. Vâng. Anh có nhớ không ạ? Đúng là cái đấy thì nó có thể là một cái việc đến từ Đà Nẵng là luôn muốn chiêu hiền đãi sĩ. Cũng trong thời điểm này thì thành phố Đà Nẵng là mở rộng tay đón rất nhiều nhân tài trong cả nước. Đấy, tốt nhiều đại học mà bằng đỏ và cái là về Đà Nẵng là có việc làm, có lương cao. Rồi bản thân Đà Nẵng cũng là nơi anh Nam nhớ lại là các giải trẻ của Việt Nam có một giai đoạn là gần như mùa hè nào cũng có 3-4 giải trẻ ở đây. Thì cũng có thể nó như một sự đương nhiên là nó là một cái điểm đến, một cái nơi mà giàu sức hút, thì ngoại binh có thể cũng là như vậy. Đến Việt Nam một cái nơi năng động, lương cao, chi tiêu lại rẻ thì Đà Nẵng rất dễ chịu. Thực ra có một điều nữa, một điều mà thực sự là cảm xúc khi em xem lại trận đấu này thì em tiếc và không hiểu tại sao Thể Công không duy trì được cái đội hình này, duy trì cái thế nó như thế này để có được một cái dạng tốt hơn. Nhìn Thể Công thi đấu năm 2008 thực sự là thích đúng không anh? Họ có sự cái pha trộn các pha thế trộn, thích có sự kế thừa của cái lứa vô địch của bọn em năm 2008 như anh nói, rồi cái thế hệ nối tiếp của anh Tuấn, của Phước Tứ, của Văn Nam cũng không tệ, và đặc biệt là có cái nguồn tiếp nguồn máu nóng, nguồn máu trẻ của Ngọc Duy, Quang Vinh. Vậy mà đến năm 2009 thi đấu trịch trặc một chút và sau đó thì lại phải chuyển giao Thanh Hóa. Thực sự là xem lại đến bây giờ thực sự là em tiếc. Tiếc nếu như hồi đấy mình làm đúng một chút nữa, mình đi đúng hướng một chút nữa và đội bóng cứ theo tiến bộ theo cái hướng mà được đề ra thì rõ ràng đội bóng này nếu như được chăm sóc và làm tốt thì họ hoàn toàn có thể chơi tốt trong vòng 3-4 năm tiếp theo ạ. Hoàn toàn là như vậy. Cái mùa 2009 Thể Công thành tích không tốt. Đâu. Bị lận đận quá thì có thể cũng làm cho những người mà quản lý đội bóng là cảm thấy có một cái gì đấy nó nản. Đâu. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là bất luận thế nào có chơi như thế thì cái việc chuyển giao đội Thể Công vào Thanh Hóa đến ngày hôm nay nhìn lại sau hơn 10 năm tôi vẫn thấy nó là một sự vô lý và nó không có cái giải thích một cách rõ ràng cho câu chuyện này được. Đâu. Nó làm phí đi cả một thế hệ để mà sau này phải xây dựng lại. Đâu. Và vào Thanh Hóa thì đâu có thành tích gì đâu. Đâu. Một thời gian tan tác hết. Đâu. Cả. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Quang Huy về những câu chuyện, về những ký ức, về những chia sẻ của anh ngày hôm nay. Chúng ta cũng đã được nhìn thấy Thể Công trong cái giai đoạn mới lên hạng với sự pha trộn của các thế hệ để có một đội bóng đã chơi ngổ ngáo và có thể nói là thách thức ở mùa giải năm đúng đó. Rồi. Chúng ta bắt đầu hình thành thấy SHB Đà Nẵng với cái tương lai là một nhà vô địch ở mùa giải sang năm với những gì họ đã thể hiện rất hay ở mùa giải năm nay. Chúng ta đã được nhìn thấy bóng dáng của Ameda, một trong những vua phá lưới huyền thoại của V-League đúng không ạ? Và một cái thế hệ rất là hào hùng. Và em hy vọng rằng em sẽ được gặp lại anh Quang Huy trong những chương trình tiếp theo của Flashback với những lát cắt hay hơn, với những hình ảnh thú vị hơn. Bởi vì V-League chúng ta những cái giai đoạn trước kia còn rất nhiều những trận đấu hay đúng không ạ?
Và lời cảm ơn trân trọng nhất thì chúng tôi vẫn muốn dành cho khán giả của bóng đá TV và thể thao TV. Hy vọng rằng qua những hình ảnh, qua những chương trình của Flashback thì chúng ta sẽ được sống lại những ký ức vô cùng đẹp đẽ của V-League, một giải đấu đã từng là một giải đấu hàng đầu Đông Nam Á những năm trước kia. Hy vọng rằng chúng ta sẽ còn nhiều chương trình thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.